Mũi Né là một trong những địa điểm du lịch ngắn ngày được rất nhiều du khách lựa chọn. Khách sạn ở Mũi Né cũng có rất nhiều, từ những nhà nghỉ ở Mũi Né bình dân cho đến những khách sạn Mũi Né 5 sao sang trọng. Tuy nhiên, phân khúc khách sạn Mũi Né 2 sao được ưa chuộng nhất vì giá cả hợp lý mà tiện nghi lại đầy đủ. Đi chơi ở Mũi Né vui nhất là ở khu vực gần biển. Chính vì thế, các bạn cũng nên lựa chọn những khách sạn 2 sao Mũi Né gần biển để trải nghiệm được vui hơn. Blog Travel Việt gửi đến các bạn danh sách 9 khách sạn Mũi Né 2 sao gần biển giá rẻ để các bạn tha hồ mà check-in Mũi Né nha. Mignon Hotel Mũi Né, địa chỉ số 210/5 đường Nguyễn Đình Chiểu, giá phòng từ 550.000 đồng cho một phòng một đêm. Nếu các bạn đang tìm một nơi nghỉ dưỡng ở Mũi Né vừa yên tĩnh, gần biển, có hồ bơi thì đừng nên bỏ qua Mignon Hotel này. Từ khi các bạn bước vào khách sạn ở Mũi Né này, các bạn sẽ bị ấn tượng bởi không gian cực kỳ nhiệt đới với nhiều ánh nắng và cây xanh. Đặc biệt ở chỗ, những phòng khách trong khách sạn 2 sao gần biển ở Mũi Né này, mỗi phòng được thiết kế hoàn toàn khác nhau, không phòng nào giống phòng nào. Dù là khách sạn 2 sao nhỏ ở Mũi Né, nhưng Mignon Hotel lại có đầy đủ hồ bơi, nhà hàng, dịch vụ xe đạp và các tour du lịch Mũi Né trong ngày rất thú vị. Vì Mignon Hotel Mũi Né là khách sạn 2 sao gần biển, cho nên khoảng cách ra biển chỉ có khoảng 150m thôi. Trải nghiệm thú vị ở Mũi Né chính là sáng sớm, các bạn hãy mượn xe đạp của resort rồi đi thẳng xuống biển để đón bình minh và mua hải sản từ những người dân làng chài nha. May Bungalow, địa chỉ số 246/2 đường Nguyễn Đình Chiểu, giá phòng từ 850.000 đồng cho một phòng một đêm. Với khoảng cách chỉ 100m đến biển, cho nên nếu các bạn đang tìm một khách sạn Mũi Né gần biển, thì hãy nhanh tay book phòng ở May Bungalow nhé. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né này có diện tích hơn 1.000m², được thiết kế với 6 bungalow cổ điển và 12 phòng thông thường có nhiều diện tích khác nhau, từ 24m² đến 55m². Cho nên dù là các bạn đi cặp đôi hay là đi du lịch Mũi Né theo gia đình đông người thì đều phù hợp. Đặc biệt, tất cả các phòng tại khách sạn Mũi Né giá rẻ này đều có ban công và nhìn ra hồ bơi cùng quang cảnh, góc sóng ảo cực chiêu đấy. Ở biển mà được ngắm hoàng hôn hay là bình minh thì còn gì bằng nữa đúng không? Tại May Bungalow, các bạn còn được sử dụng hồ bơi miễn phí và cả ghế tắm nắng để thư giãn nữa. Đặc biệt, các bạn có thể ra chợ Hàm Tiến, mua hải sản giá rẻ ở Mũi Né, rồi về khách sạn nấu nướng. Vì tại khách sạn Mũi Né 2 sao này có cả khu vực bếp chung để tự nấu rất là tiện lợi. Mũi Né Beach Hotel, địa chỉ số 285 đường Nguyễn Đình Chiểu, giá phòng từ 450.000 đồng cho một phòng một đêm. Điểm cộng đầu tiên mà Blog Travel Việt dành cho khách sạn ở Mũi Né này, đó chính là sân để xe rất rộng, có thể để nhiều xe máy và cả xe ô tô cỡ vừa. Cho nên nếu các bạn có kế hoạch du lịch Mũi Né theo đàn đông thì cũng không sợ thiếu chỗ gửi xe đâu. Điểm cộng tiếp theo ở Mũi Né Beach Hotel, đây là khách sạn sát biển ở Mũi Né đấy. Và bất kỳ thời điểm nào các bạn đều có thể ra biển để tận hưởng. Phòng ốc tại khách sạn Mũi Né này được thiết kế cơ bản nhưng mà đầy đủ tiện nghi cần thiết. Các loại phòng cũng khá đa dạng cho nên các bạn có thể lựa chọn phòng khách sạn theo nhu cầu sử dụng của mình. Hầu hết khách từng đến check-in tại khách sạn 2 sao Mũi Né này đều công nhận rằng khách sạn có vị trí và view hướng biển đẹp, nhân viên lại vui vẻ và nhiệt tình, phòng rộng và rất thoải mái, có ban công nhìn ra biển rất chiêu. Đặc biệt, các cặp đôi có thể ngồi uống cà phê vào một buổi sáng hay là hoàng hôn đều rất lãng mạn. Tường Vi Boutique Hotel Mũi Né, địa chỉ số 193 đường Nguyễn Đình Chiểu, giá phòng từ 660.000 đồng cho một đêm. Tường Vi Boutique có thiết kế siêu xinh, không gian mở thì xanh mát với rất nhiều cây cối được cắt tỉa nắng nót. Chính là một trong những sự lựa chọn đúng đắn nhất mỗi khi các bạn muốn đi du lịch Mũi Né mà lại sợ nơi quá ồn ào. Đến check-in ở khách sạn Tường Vi Mũi Né, các bạn sẽ hài lòng vì khách sạn có cả sân vườn, có bếp để tổ chức BBQ nếu các bạn đi mua hải sản ở khách sạn về chế biến nữa. Đặc biệt, đối diện khách sạn là một dãy những quán ăn bên bờ kè để các bạn một bước chân là đến với thiên đường ẩm thực Mũi Né luôn. Các phòng ở khách sạn Mũi Né giá rẻ này đều được thiết kế theo dạng bungalow rất là xinh xắn và riêng tư. Khoảng cách ở mỗi phòng đều xen kẽ nào là cây cối, cho nên hoàn toàn không ồn ào xíu nào đâu. Mặc dù tiện nghi phòng ốc chỉ ở mức cơ bản, nhưng vẫn sẽ khiến các bạn hài lòng vì sự sạch sẽ của nó. Mũi Né Sunlight Villa, địa chỉ số 229 đường Nguyễn Đình Chiểu, giá phòng từ 530.000 đồng cho một phòng một đêm. Nếu các bạn đang tìm một khách sạn ở Mũi Né gần biển giá rẻ, mà các bạn tìm được khách sạn Mũi Né Sunlight Villa thì cũng nhanh tay đưa ngay vào danh sách tiềm năng của mình đi nha. Mũi Né Sunlight Villa có thiết kế kiến trúc đơn giản nhưng lại hòa mình cùng với thiên nhiên nhiệt đới rất là mát mắt, vừa thơ mộng mà lại vô cùng yên bình, thoải mái. Điểm đặc biệt khiến cho du khách thường chọn đến khách sạn Mũi Né này, đó chính là vị trí của nó. Do nằm ngay trên sườn đồi cao hướng biển, cho nên các bạn sẽ được ngắm hoàng hôn vào buổi chiều với tầm nhìn đẹp nhất.
Mũi Né Sunlight Villa cũng là khách sạn Mũi Né gần biển vì nó chỉ cách biển có 150m thôi. Nên mỗi khi rảnh rỗi, các bạn có thể dễ dàng đến để vào biển hoặc là tắm mát. Phòng ốc ở khách sạn Mũi Né Sunlight Villa tuy hơi cũ nhưng lại rất sạch sẽ, rộng rãi và gọn gàng. Bể bơi được thay nước và vệ sinh thường xuyên cho nên rất là sạch sẽ. Các bạn hoàn toàn yên tâm trải nghiệm nha. Vivian Hotel Mũi Né, địa chỉ số 173 đường Nguyễn Đình Chiểu, giá phòng từ 550.000 đồng cho một phòng một đêm. Đây rồi, một khách sạn ở Mũi Né, phòng đẹp, giá rẻ đó chính là Vivian Hotel. Khách sạn ở Mũi Né này có dạng villa, có đến 18 phòng, diện tích từ 22m2 đến 32m2, có thể bố trí đủ cho đoàn lên đến 50 người. Ngoài ra, ở khách sạn ở Mũi Né này còn có hồ bơi rộng cùng với sân vườn rất thoáng đãng và sân thượng rộng, cho nên đủ để các bạn chill ở Mũi Né vào ngày cuối tuần. Với khoảng cách đến biển vỏn vẹn chỉ 50m, cho nên Vivian Hotel sẽ là lựa chọn khách sạn Mũi Né gần biển, phù hợp cho các bạn với giá phòng chỉ từ 550.000 cho một đêm thôi. Phòng ốc ở khách sạn Mũi Né này rất tươm tất, với các trang thiết bị đều còn mới tinh, nội thất thì đơn giản nhưng lại tinh tế, cho nên Blog Travel Việt rất thích khách sạn ở Mũi Né này đó nha. Mũi Né Volga Hotel and Apartments, địa chỉ số 219 đường Nguyễn Đình Chiểu, giá phòng từ 450.000 đồng cho một phòng một đêm. Hồ bơi rộng là ấn tượng đầu tiên mà Blog Travel Việt dành cho Mũi Né Volga. Chỉ cách biển 100m, cho nên đây cũng là một trong những khách sạn gần biển tại Mũi Né mà các bạn có thể tham khảo. Không gian chung ở khu khách sạn Mũi Né này rất thoáng mát, với rất nhiều cây cối và gần biển cho nên gió thổi lồng lộng rất mát. Khách từng đến check-in tại Mũi Né Volga đều có chung nhận xét về nhân viên nhiệt tình, phòng ốc sạch sẽ mà lại giá rẻ. Gần khách sạn Mũi Né này cũng có rất nhiều chỗ ăn uống ngon bổ rẻ. Ngoài ra, nếu các bạn muốn đến những địa điểm du lịch Mũi Né nổi tiếng nhất thì cũng cực kỳ thuận tiện từ khách sạn này luôn. Riva Mũi Né Resort, địa chỉ số 94 đường Nguyễn Đình Chiểu, giá phòng từ 650.000 đồng cho một phòng một đêm. Riva Mũi Né Resort là một trong những khách sạn ở Mũi Né sát biển, giá rẻ phòng đẹp. Các bạn nhìn xem, không gian của khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né này có xứng đáng cho một kỳ nghỉ ngắn ngày của tuần không cơ chứ? Khách từng ở tại Riva Mũi Né đều công nhận rằng phòng đẹp và sạch sẽ, xứng đáng với số tiền bỏ ra. Ngoài ra, nội thất thì tươm tất và giường ngủ thì êm ái cùng bữa sáng ngon, cho nên hầu như khách nào cũng hài lòng. Trong danh sách những resort Mũi Né gần biển phòng đẹp thì không thể thiếu được Riva Mũi Né Resort đâu nha các bạn. Và cuối cùng đó chính là Venus Mũi Né Hotel, địa chỉ số 202 đường Nguyễn Đình Chiểu, giá phòng từ 760.000 đồng cho một phòng một đêm. Venus Mũi Né Hotel nằm sát biển, có thiết kế phòng đẹp, cho nên với mức giá là 760.000 đồng cho một phòng thì cũng quá hời rồi. Các bạn còn mong chờ gì cho một chuyến du lịch Mũi Né với một khu khách sạn tiện nghi như thế này nữa? Venus Mũi Né Hotel có hồ bơi ngoài trời, có khu vực bãi biển riêng và cả nhà hàng trong nhà, nên hầu như mọi hoạt động các bạn đều có thể trải nghiệm tại khách sạn Mũi Né này được. Một số phòng còn có view nhìn ra biển, cho nên vào những buổi hoàng hôn các bạn sẽ có những khoảnh khắc thật chill và lãng mạn đấy nha. Khách sạn Venus Mũi Né có 23 phòng sang xịn mịn. Thiết kế không gian thì rộng rãi, thoáng đãng, cho nên hoàn toàn xứng đáng có mặt trong danh sách những khách sạn ở Mũi Né sát biển phòng đẹp của chúng ta trong ngày hôm nay. Các khách sạn ở Mũi Né gần biển còn rất nhiều mà trong video này Blog Travel Việt chưa thể liệt kê được hết. Các bạn đã từng đi du lịch Mũi Né chưa và biết thêm khách sạn ở Mũi Né nào sát biển nữa không thì hãy chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết nữa nha. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày mai. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.